Hello Beauty, chào mừng đến với Beauty Lover, kênh phân phối và review mỹ phẩm chính hãng dựa trên việc phân tích thành phần và trải nghiệm thực tế của người dùng. Mình là Ly và trong video này mình sẽ review về sản phẩm của thương hiệu L'Oreal Paris. Đây là thương hiệu suốt 2 năm liền nằm trong top 10 thương hiệu chăm sóc da được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Hẳn đây có thể là một thông tin khá là bất ngờ đối với nhiều bạn, tại vì trước giờ nhắc tới L'Oreal Paris thì chúng ta chỉ nghĩ tới tẩy trang nè, trang điểm nè, rồi thuốc nhuộm tóc nè. Còn đây lại là một sản phẩm chăm sóc da. Và sản phẩm mình đang cầm trên tay đây là sản phẩm dưỡng trắng bán chạy nhất của nhà L'Oreal Paris. Tuy là đã ra mắt khá lâu rồi nhưng mà sản phẩm vẫn được rất nhiều người dùng lựa chọn tại vì hiệu quả mà nó mang lại. Sản phẩm có tên là Why Perfect Clinical Day Cream. Ok, trước khi đi vào phần chính thì cho mình xin 10 giây quảng cáo nhé. Để không bỏ lỡ các video sắp tới mà mình review thì đừng quên nhấn nút subscribe để nhận thông báo cho các video sắp tới nha. Thương hiệu chăm nam đến từ Pháp chọn một thiết kế hiện đại cho kem dưỡng da L'Oreal White Perfect Clinical. Vỏ hộp giấy màu xám kết hợp với màu xanh dương áng kim trông khá là bắt mắt. Thiết kế vỏ hộp khá thực dụng vì thông tin sản phẩm được in bằng nhiều thứ tiếng nên mình thấy hơi khó đọc một chút. Ngay từ mặt trước, người dùng đã có thể hình dung được chức năng của sản phẩm này. Vì là kem dưỡng da ban ngày nên sản phẩm có chứa thành phần chống nắng và chỉ số trên bao bì thể hiện SPF 19 và PA 3+. SPF là chữ viết tắt của Sun Protection Factor, thể hiện khả năng chống tia UVB. SPF có thể giúp da bạn an toàn trước tia UVB trong khoảng 190 phút. Còn PA là viết tắt của Protection Grade UVA, giúp người dùng biết được khả năng chống tia UVA của sản phẩm dựa trên số dấu cộng ngay phía sau. PA 3+ cho biết L'Oreal Paris White Perfect Clinical có khả năng chống tia UVA ở mức cao. Chúng ta cũng không thể kỳ vọng quá nhiều vào thông số chống nắng của kem dưỡng da được, vì đây chỉ là một chức năng tích hợp thêm thôi. Nếu bạn phải di chuyển quá nhiều ở bên ngoài thì nhớ phải dùng thêm một sản phẩm chống nắng chuyên dụng để bảo vệ da tốt hơn nha. Chức năng nổi trội hơn cả của kem dưỡng này lại nằm ở khả năng làm trắng và mờ vết thâm. Ly sẽ đi vào chi tiết phân tích thông tin thành phần liên quan đến chức năng này ở phần sau của video. Hãy cùng tiếp tục theo dõi nha! Trên bao bì có minh họa hiệu quả sử dụng của sản phẩm ngay từ lần đầu tiên cho đến sự thay đổi của da sau 8 tuần dùng liên tục. Cụ thể là L'Oreal cam kết các vết sắc tố sẽ mờ đi và làm da mềm mại hơn. Nghe hấp dẫn ha! Ngay phía dưới có một dòng chữ Dermatologically Tested, Tested on Asian Skin. Thông tin này giúp bạn biết sản phẩm đã qua kiểm nghiệm da liễu với người châu Á. Nhiều bạn nghĩ những sản phẩm có dòng chữ này là an toàn với người châu Á, nhưng mà không phải vậy đâu. Kiểu như bạn đi đăng ký thi đại học nhưng đâu có nghĩa là bạn đã là sinh viên đại học. Thông tin thành phần và hạn sử dụng được in dưới đáy vỏ giấy. L'Oreal Paris White Perfect Clinical có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ thời điểm sản xuất. Nhưng một khi đã mở nắp thì kem dưỡng chỉ có hạn sử dụng trong vòng 12 tháng để đảm bảo trạng thái tốt nhất của sản phẩm trước việc bị oxy hóa hoặc nhiễm vi sinh vật từ môi trường bên ngoài. Thông tin barcode với đầu số 899 thể hiện nơi sản xuất sản phẩm này là ở Indonesia. Nào, bây giờ hãy cùng mình bóc hộp sản phẩm này nha. Hộp làm bằng thủy tinh, nắp giữ ánh kim bạc, in chìm logo của L'Oreal trông rất là sang chảnh. Chất kem đặc có màu hồng xinh ớ là xinh, mùi kem thơm, dịu nhẹ gần giống như mùi hoa hồng. Theo thông tin của nhà sản xuất thì sản phẩm này được sử dụng hàng ngày vào buổi sáng cho da mặt và da vùng cổ, có thể làm ẩm và sáng da ngay sau lần sử dụng đầu tiên. Để mình dùng thử cho các bạn luôn nha. Kem thấm vào da khoảng 5-7 giây, không hề để lại vệt trắng. Sau khi bôi, sờ vào da cảm giác thích lắm, ẩm mịn, có một chút bóng nhẹ, cứ mướt mướt sao á. Nãy giờ nói những thông tin mà nhiều bạn biết rồi, bây giờ hãy cùng Ly khám phá thông tin mà nhiều bạn chưa biết nha. Kem dưỡng có tổng cộng 47 thành phần. Ôi dồi, phân tích mệt nghỉ luôn mọi người ơi. Nhưng mà không có gì là beauty lover là không được đâu nha. Let's go. Nếu da của chúng ta khỏe mạnh và không có các bệnh lý rối loạn sắc tố liên quan đến nội tiết và di truyền thì chúng ta hoàn toàn có thể có một làn da trắng hồng như ý muốn. Tuy nhiên,
Với những tác động không mong muốn từ môi trường thì việc tăng sắc tố da hay sản sinh nhiều melanin dẫn đến thâm, nám, da không đều màu là điều không thể tránh khỏi. Và để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể áp dụng nhiều cơ chế khác nhau. Còn Why Perfect Clinical được L'Oreal Paris áp dụng đồng thời cả 3 cơ chế cùng một lúc, bao gồm bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài, lọc tia UV và làm khỏe da từ bên trong với hàng loạt thành phần có chức năng giữ và làm sạch da cùng với hạn chế sản sinh ra melanin. Thành phần niacinamide có trong sản phẩm khi dùng ngoài da có thể giúp ngăn ngừa sự mất nước qua da và kích thích quá trình vi tuần hoàn ở tầng biểu bì. Thành phần này cũng nổi tiếng với khả năng loại bỏ tình trạng màu da không đều, giãn mụn và vết thâm sau mụn. Ngoài ra, L'Oreal Paris White Perfect Clinical cũng chưa đến 10 thành phần đảm nhiệm việc làm mềm mịn da. Chắc vì vậy mà hãng chắc chắn cho rằng trải nghiệm này của người dùng sẽ có được ngay sau khi sử dụng sản phẩm. Bạn có để ý thấy con số kế bên mỗi thành phần không? Ly ghi chú số thứ tự của chất đó có trong danh mục 47 thành phần của sản phẩm để bạn tiện hình dung. Những thành phần nào có số càng nhỏ thì sẽ chiếm tỷ lệ càng nhiều trong kem dưỡng da này. Giả sử chức năng tỷ lệ thuận với thành phần có mặt trong sản phẩm thì rõ ràng chức năng làm trắng và làm sáng da của sản phẩm này lên nổi bật nhất. Những bạn nào đã dùng L'Oreal Paris White Perfect Clinical này có cùng trải nghiệm không? Hãy comment cho Ly biết nha! Tiếp tục video thì Ly sẽ review một chút về độ phù hợp của da theo thành phần. Chẳng hạn như da khô phù hợp với thành phần nào trong sản phẩm, thành phần nào là dành cho da dầu. Tất cả những kiến thức về thành phần mà Ly mang đến cho các bạn trong video này đều đã được Ly tổng hợp và nghiên cứu rất là kỹ. Tuy nhiên, việc trình bày đầy đủ và chi tiết nhất những thông tin khoa học này đôi khi nó sẽ hơi dài dòng và một chút khô khan để cho các bạn theo dõi. Do đó, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về những thông tin mà Beauty Lover đưa ra, đừng ngần ngại để lại câu hỏi cho chúng mình. Chúng mình rất vui khi giải đáp các thắc mắc của các bạn, đồng thời là những phản hồi góp ý mà các bạn mang đến cho chúng mình. Tại vì tụi mình hiểu được rằng làm đẹp an toàn là một quá trình nỗ lực và cố gắng lâu dài. Quay lại phần đánh giá phù hợp theo loại da của L'Oreal Paris White Perfect Clinical, bạn sẽ thấy kiểu da khô có vẻ sẽ được hưởng lợi từ kem dưỡng da này, vì 6 trên 47 thành phần đã được kiểm chứng là có tác động tích cực đến loại da khô. Còn với kiểu da nhạy cảm và da dầu, mặc dù cũng có một số thành phần tương thích, nhưng vẫn cần phải lưu ý một chút. Thành phần chống tia UVB là octocrylene, được sử dụng rộng rãi để bảo vệ da khỏi tia UVB, nhưng cũng có thể gây mẫn cảm cho một số người có làn da nhạy cảm. Paraffinium liquidum mineral oil, hay còn gọi là dầu khoáng, là một thành phần khá thông dụng cho chức năng dưỡng ẩm. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da dầu thì hoàn toàn có thể xảy ra việc lên mụn, vì đơn giản là dầu khoáng và da dầu không phải là bạn tốt của nhau. Mặc dù bản thân dầu khoáng không làm biết lỗ chân lông và gây kích ứng, nhưng thực tế thì độ ẩm tự nhiên của da sẽ sản sinh ra nhiều bã nhờn và nó nằm dưới lớp dầu khoáng. Và thông tin cuối cùng mà mình muốn mang đến cho các bạn đó chính là đánh giá an toàn cho thành phần mỹ phẩm. Nhìn chung thì bạn không cần phải quá lo lắng khi mà sử dụng một sản phẩm được nhập khẩu về Việt Nam, bởi vì đã có các cơ sở y tế, cục quản lý dược cũng như là các nhà phân phối và nhà sản xuất sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn trong thời gian bạn sử dụng sản phẩm đấy. Tuy nhiên thì vấn đề về phơi nhiễm hóa chất trong thời gian mà bạn sử dụng một hay nhiều loại mỹ phẩm trong thời gian dài mới chính là điều mà bạn cần quan tâm và lưu ý. Do đó trong các video của Beauty Lover, chúng mình sẽ đưa ra các nghiên cứu đánh giá của châu Âu để bạn có thêm cơ sở chọn mua mỹ phẩm. Sở dĩ chúng mình chọn tiêu chuẩn châu Âu mà không phải là các tiêu chuẩn khác như Mỹ, Nhật Bản, Canada hay là Đông Nam Á, tại vì tiêu chuẩn của châu Âu là tiêu chuẩn khắt khe nhất. Sẽ không khó hiểu khi mà chúng ta thấy một sản phẩm có mặt tại thị trường Mỹ và Việt Nam nhưng lại không có ở châu Âu. Trong số 47 thành phần của sản phẩm này, không có thành phần nào bị cấm ở châu Âu, nhưng có tới 17 thành phần có cảnh báo giới hạn. Tức là nếu những chất này nằm trong giới hạn cho phép thì bạn vẫn có thể sử dụng được. Trong khi tìm hiểu về sản phẩm L'Oreal Paris White Perfect Clinical, Beauty Lover cũng có ghi chú các tác động của những chất này có thể xảy ra đối với cơ thể. Mức độ nhẹ được ghi nhận là dẫn đến kích ứng, nặng hơn có thể khiến rối loạn nội tiết, nhiễm độc hoặc gây ung thư. Bạn có thể xem chi tiết ở phần ghi chú từng thành phần.
Ly nhắc lại chỗ này một lần nữa để tránh các bạn hiểu lầm. Việc sử dụng những chất này không có nghĩa là bạn sẽ bị nhiễm độc hay ung thư, mà nó chỉ ở dạng nguy cơ tiềm tàng nếu cơ thể bạn tích lũy chất đó nhiều hơn mức an toàn. Tương tự như việc hút thuốc, bạn có thể bị ung thư phổi, nhưng không phải ai hút thuốc cũng sẽ bị ung thư. Đây là phần quan trọng đối với nhiều bạn trước khi quyết định chọn mua mỹ phẩm. Cùng Ly nhìn qua một chút, xem phản hồi của các bạn với những kiểu da khác nhau về sản phẩm này như thế nào nhé. Ngoài bạn gửi sản phẩm về cho chúng mình review thì Beauty Lover đã mời hai bạn khác cùng trải nghiệm kem dưỡng này. Bản mà các bạn đang theo dõi là kết quả trải nghiệm sau một tuần sử dụng L'Oreal Paris White Perfect Clinical. Các điểm số được tính trên thang 5. Theo mình thì sau một tuần mà có điểm số trung bình như thế này là khá tốt. Tuy điểm số của chức năng làm sáng da và mờ vết thâm còn thấp, nhưng mà bạn không cần phải quá bận tâm vì hai hiệu quả này sẽ đến từ từ, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà có. Hãng cũng đã đưa ra hướng dẫn là sau 8 tuần thì bạn mới có được làn da trắng hồng như mong muốn. Một bạn có làn da nhiều dầu, nhạy cảm có chia sẻ rằng bạn thường bị châm chích trong thời gian dài với các loại kem dưỡng từng dùng. Nhưng với sản phẩm này thì chỉ cần 2 ngày là da bạn đã có thể thích nghi rồi. Ngoài ra, kem còn giúp kiềm dầu mà không hề gây bí da. Trước đây, da bạn hay bị xỉn màu vào cuối ngày, nhưng từ khi dùng White Perfect Clinical thì tình trạng này đã không còn nữa. Một bạn khác có làn da ít dầu, không nhạy cảm, cho rằng trong một tuần sử dụng thì bạn hầu như không cảm nhận được kem dưỡng làm mờ được các vết thâm mụn. Tuy nhiên, bạn vẫn đánh giá rất cao khả năng dưỡng ẩm và làm sáng da của White Perfect Clinical. Kem nâng tông da rất tốt, bạn thường sử dụng làm kem lót khi trang điểm luôn. Và cuối cùng, bạn đã gửi sản phẩm về cho chúng mình review, có làn da khô, không bị nhạy cảm. Bạn có nhận xét tương tự về hai bạn trước, tuy nhiên lại dành lời khen nhiều hơn cho chức năng dưỡng ẩm. Bạn cũng đã dùng các loại kem dưỡng khác của L'Oreal và cho rằng White Perfect Clinical cấp ẩm nổi trội hơn. Mình cũng đã có sử dụng thử sản phẩm trên da, hiệu quả cảm nhận được ngay tức thì, da ẩm và sáng hơn ngay sau khi bôi, còn có một chút bóng bóng, nhìn da rất là mướt. Qua phần đánh giá về trải nghiệm thực tế và phân tích thành phần thì L'Oreal Paris White Perfect Clinical sẽ phù hợp cho da khô và da dầu. Bạn có thể nhanh chóng thấy được hiệu quả sử dụng qua từng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn có kèm theo tình trạng nhạy cảm đến cực kỳ nhạy cảm thì nên sử dụng trên vùng da cổ trước để theo dõi biểu hiện, tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra. Và vừa rồi chúng ta đã vừa điểm qua thành phần cũng như là trải nghiệm thực tế của L'Oreal Paris White Perfect Clinical Day Cream. Và để thuận tiện hơn, mình đã để link của một số trang thương mại điện tử dưới phần mô tả để bạn có thể mua hàng dễ dàng và nhanh chóng. Để chọn sản phẩm review cho video sắp tới thì chúng mình sẽ chọn ngẫu nhiên trong những lời yêu cầu được gửi về với Beauty Lover. Do đó, nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu một sản phẩm đang dùng hoặc sắp mua nào thì đừng ngần ngại comment bên dưới video này cho chúng mình biết. Và video đến đây cũng là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.